đây không phải là cuộc săn. Con sư tử cái đang cố gắng lùa bầy trâu ra khỏi khu vực nuôi con nhỏ của nó. Ánh mắt nó không hướng đến bất kỳ con trâu rừng nào, mà là đang hướng về đám con. Sự lo lắng thấy rõ trên khuôn mặt. Nếu nước rút của bầy trâu lạc hướng, có thể gây nguy hại cho tất cả sư tử con. Nguy hiểm đã qua đi, nó về lại quay quần với đám nhỏ. Nhưng có một sự cố lớn ngoài ý muốn đã xảy ra. Một đứa con của nó đã bị trâu rừng giẫm nát mất một cái chân. Tất nhiên, nó sẽ không bỏ rơi đứa nhỏ này cho đến khi đứa nhỏ đổ gục hoàn toàn. Thời gian thấm thoát trôi qua, đám con nó đã lớn lên trông thấy, nhưng vẫn cần sự bảo bọc chở che của mẹ. Bởi ngoài hoang dã, mối nguy hại luôn tiềm ẩn và lấy đi tính mạng của lũ nhóc bất kỳ lúc nào. Tất nhiên, sau khi được mẹ dẫn về lại đàn, lũ nhóc sẽ an toàn hơn trước sự bảo vệ của bố và các mẹ nuôi khác. Tuổi thơ của chúng tràn ngập niềm vui khi có thêm đông đảo anh chị em của các bà mẹ trong một đàn đông đúc. Với sư tử mẹ, nó sẽ không bao giờ chủ quan, lơ là mất cảnh giác và chăm con cho đến khi những đứa con của nó đủ lông đủ cánh, nghĩa là có thể tham gia vào các cuộc săn. Giờ là lúc sắp nhỏ sẽ trực tiếp theo dõi và được truyền lại kinh nghiệm đi săn của các thành viên trưởng thành trong đàn. Tất nhiên, có cả việc thất bại như thế này để bảo toàn tính mạng. Với sư tử mẹ, thứ nó lo lắng mãi không thôi chính là đứa con thương tật này. Khi cả đàn xúm lại ăn, nó luôn hướng mắt dõi theo đứa con tội nghiệp của mình đã đến chưa. Tất nhiên, ngày nào nó còn hơi thở thì ngày đó đứa nhỏ tàn tật sẽ không bị đàn hất hủi. Nhưng sự sống của sư tử con bị tật kéo dài được bao lâu đều phải phụ thuộc vào ý chí của nó. Với sư tử con, chúng sẽ được truyền đạt kiến thức một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Giờ là lúc chúng cần biết độ nguy hiểm của voi. Chúng phải giữ khoảng cách xa nhất có thể và đừng chọc giận những gã khổng lồ này khi cảm thấy không đủ sức. Khi chúng đủ lớn hẳn, sẽ được mẹ và bố dạy cách tách và săn voi con là như thế nào. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn với đứa nhỏ tàn tật này, mọi kiến thức đều trở nên vô nghĩa. Giờ với nó, bản năng chạy thoát cũng khó như thể lên trời. Càng thảm thương hơn, mẹ nó, nơi chở che duy nhất, sắp bước vào mùa sinh sản mới. Khi mẹ nó tách khỏi đàn, vào rừng tìm chỗ sinh nở một mình, nó sẽ chính thức bị bỏ rơi.